cũng hơi lúc đó mới qua Mỹ không có phương tiện để đưa các em đến còn các trường phải đến từng làng và đưa các em và có những lúc xe quá đậm quá tải nên đã chấp chọc đường mà sau đó thì chuyện gì nó diễn ra và sau đó thì gọi các trường khác để mà đẩy phụ xe để kịp đến tham dự thánh lễ. Đây xin tất cả các cụ huấn trưởng toàn thiếu nhi thánh lễ Savio lên sân khấu. Cho tình hơn cho người là người anh em, xin cho quê.